Bố làm thế là vì ai? Là vì con. Thế mà con lại dám nói chuyện với bố như vậy à? Con lớn rồi, con đi chơi đêm thì làm sao? Ngoài kia thì trộm cắp cướp giật đầy ngoài đường. Con gái con đứa đi chơi đêm hôm, nhớ xảy ra chuyện gì thì làm sao hả? Con không cần bố quản. Bố chả bao giờ hiểu mình. Con sẽ tự mình ra ngoài kiếm sống, không cần bố phải nuôi nữa. Bố không cần phải đi tìm con, có tìm con thì con không về nhà với bố nữa đâu. Đúng quán này đang tuyển người làm rồi. Em ơi, cho chị hỏi là ở đây đang tuyển người làm thêm đúng không? À, chị đến xin việc à? À đúng rồi, bên em đang tuyển là nhân viên làm full time ấy. Chị đã hẹn trước với bà chủ chưa? À, chị chưa. Chị mới thấy bài đang tuyển nên là chị đến đây xin việc thôi. À, thế thì chị cứ vào quán đợi đi, tí nữa bà chủ đến em bảo bà và nói chuyện với chị. À, chị cảm ơn nhá. À, mà em bảo ấy, thử việc thì cũng phải mất khoảng 2-3 ngày gì đấy. Thì chị thử xem là có làm việc được lâu dài hay không nhá. Công việc thì chỉ có là bưng bê với là dọn dẹp linh tinh thôi, nhưng mà cứ thử xem, chứ không lại làm được mấy hôm lại bỏ mất công. Nhưng mà như vậy thì sao được? Đấy là em nói trước với chị thôi. Bởi vì là em nhìn chị trông như kiểu là chả có kinh nghiệm gì đi làm thêm ấy. Nhìn như kiểu tiểu thư ấy. Này, trông chị thế thôi nhưng mà đảm đang phết đấy nhá, đừng có mà xem thường. Thôi thế chị vào trong đi, tí nữa bà chủ đến em bảo bà và nói chuyện với chị. Cô bé này xin vào quán mình làm việc à? Dạ vâng, cô, chị đây. Xinh xắn như thế này. Cô bé, cô tên là gì? Dạ, cháu tên là Khánh Linh ạ. Thế cháu có làm được full time không? Cửa hàng cô ấy là đang thiếu một người làm full time. Nếu mà cháu phải làm lâu dài nhá, cô báo ăn ở. Dạ vâng, cháu làm full time được ạ. Nếu mà làm full time được ấy, thì làm với Hải luôn đây. Hải này, chị nó có gì chưa biết ý thì cháu bảo chị nhá, giúp đỡ chị với. Dạ vâng ạ. Dạ, cháu cảm ơn cô ạ. Thấy á, dễ mà. Quen đi, quen việc không? Rồi, cũng vui đấy, cũng quen đấy. Cầm mày ra cách cho khách order đi cho quen, okay. Để em làm nốt cho. Ok. Đấy, em bảo vặn cái chốt này lại đã, xong rồi lau ở dưới chỗ này này, nhấc mấy ghế này vào trong thì nó mới sạch được. Đấy, đây đây mày đâu? Được rồi. Ui dồi ôi, mắt để lên trán này, ưa thế đau người ta rồi. Em xin lỗi ạ. Xin lỗi á? Này, xin lỗi giải quyết được vấn đề sau này loạn hết à? Bực cả mình. Trời ơi. Ui, dạ. Thành thật xin lỗi quý khách ạ, mong quý khách bỏ qua cho ạ. Chị là nhân viên mới làm ngày hôm nay cho nên là vẫn chưa được quen việc cho lắm, mong anh bỏ qua cho ạ. À anh ơi, nếu mà lần sau anh có đến quán bọn em uống nước ấy, bọn em sẽ miễn phí đồ uống cho anh, có được không ạ? Thôi được rồi, việc cũng không có gì to tát cả. Dạ. Nay bỏ qua đấy. Dạ vâng. Nha. Vâng. Dạ vâng ạ. Cảm ơn quý khách ạ. Xin lỗi quý khách ạ. Cái ông khách vừa nãy đáng sợ thật đấy. Suýt nữa thì chị đúng tim ấy. Đấy là tại chị không biết cách ứng xử ấy.
Với những vị khách kiểu như thế, mình cứ nói khéo mấy câu là người ta nguôi giận ngay, coi vấn đề gì đâu. Thì chị cũng làm sao mà khéo bằng em được. Lúc đấy rối tung cả lên, chả biết phải làm thế nào. Kìa, tươi tỉnh lên xem nào, cứ ủ ra ủ rũ ấy hả? Lần sau chị lại gặp cái trường hợp như thế thì có em bảo kê chị, được chưa? Yên tâm chưa? Chị rút kinh nghiệm rồi, không có lần sau nữa đâu. Chết rồi, sao tự nhiên mình lại thấy chị đáng yêu thế nhỉ? Đang nói chuyện lại quay mặt đi. Khách người ta đến kia giao order cho khách đi. Anh lên. Dạ anh uống gì ạ? Cho anh một đen đá không đường nhé. Ơ, em là nhân viên mới à? Anh chưa thấy em bao giờ. Dạ vâng ạ, em vừa mới vào được mấy hôm ạ. Sinh thế này mà chả thấy cô Cúc giới thiệu gì nhỉ? Anh là Vanh, khách quen của quán. Thế anh gọi em là gì được? Em là Khánh Linh ạ. Uầy, Khánh Linh à? Người đẹp mà tên cũng đẹp nhỉ? Linh uống gì không anh mời? Dạ thôi, em còn phải làm việc ạ. Dạ, anh là khách VIP của quán này rồi. Em ngồi đây uống nước với anh. Lát nữa anh bảo bà chủ một câu là được chứ gì. Dạ thôi, để dịp khác đi ạ. Em còn phải làm việc tiếp ạ. Linh này, thế thì em cho anh số điện thoại đi. Có gì dịp sau anh mời em đi uống cà phê nhá. Này, làm cho khách một cà phê nhá. Vừa nói chuyện gì ở ngoài kia mà trông mặt tươi đấy. Chuyện gì? Chuyện con cá chê chui ống ấy. Thôi làm nhanh đi, chị còn mang ra cho khách. Thích ông Việt Anh à? Ừ. Thích cái gì mà thích? Nói ta linh tinh. Ôi giời, nó hiện hết lên chỉ trên mặt chị kia kìa. Ở đấy mà chối. Nhưng mà cứ cẩn thận đấy. Người như ông Việt Anh kia không yên tâm lắm đâu. Gì mà không yên tâm? Thì nhìn cái tướng nó thấy nó gian đồn gì nữa. Cứ cẩn thận đấy, người ta lừa lúc nào cũng không hay đâu. Vớ va vớ vẩn. Nhìn tướng người ta trông đạo mạo sáng láng như thế kia mà lại bảo là tướng gian. Đấy, đấy, đấy. Chưa gì đấy, bênh người ta chầm chập rồi. Đến ạ bà luôn đấy. Lúc người ta lừa cho rồi. Lừa cái gì? Chị thì có cái gì mà lừa. Lừa tình thì có đấy. Thôi làm nhanh đi, người ta mang ra cho khách. Biết rồi, khách làm. Ghét cái mặt. Thằng này hôm nay làm sao tự dưng tính nóng như ma ấy. Tưởng như thế mà đẹp dài. Chồng cái mặt chồng có hớn không? Cởi tít tít cả mặt lại. Chồng nóng ruột thế nhở? Mặt hôm nay sao như là giấm ngâm ấy. Kệ em. Ra mà nói chuyện với ông Việt Anh cho tươi. Thằng này hôm nay bị làm sao ấy nhở? Bạn đang cho mình hỏi. Linh, mày đi đâu ấy? Mày có biết là tao tìm mày lâu lắm rồi không? Sao mày bỏ nhà đi mà không bảo với tao một tiếng? Thế sao mày biết tao ở đây mà đến tìm? Thì bạn thân của mày nó phải khác bọt chứ. Nhưng mà mày định bao giờ mới về nhà? Bố mày lo cho mày lắm rồi đấy. Thôi tao không về cái nhà ấy nữa đâu. Về bố tao lại nói này nói nọ, mệt lắm. Thì bố mày lo cho mày thì mới nói chứ. Không thì nói làm cái gì. Thôi mày theo tao về nhà đi. Không, mày thích thì tự đi mà về, tao không về đâu. Thôi đi ra để tao quét. Linh. Anh Vanh, hôm nay anh không đi làm mà lại qua đây chơi với em thế này. À, trên đường đi làm. Anh thấy cái món hàng này nó đẹp quá. Thế nên là anh mua để tặng cho em đấy. Em cảm ơn, anh tốt với em quá. Có gì đâu, chút quà nhỏ ấy mà. Mà cô bé này là ai đấy? Bạn em à? Giới thiệu với anh, đây là Chi, bạn thân của em. Đây là anh Vanh đấy. Em chào anh ạ. Chào em. Mà thôi, hai đứa nói chuyện với nhau đi. Anh có việc phải đi trước đây.
anh đi cẩn thận nhá. Ừ. Chào anh. Này, mày quen cái ông kia ở đâu ra đấy? Anh ấy là khách quen của quán tao. Nhìn quen quen ấy, hình như là tao thấy ở đâu rồi. Nhưng mà tao lại chẳng nhớ ra. Này, mày cẩn thận đấy, đừng có mà tin người quá. Nhìn cái mặt lão đấy chả đáng tin tí nào cả. Sao mày nói chuyện ít như cái thằng khỉ đáng ghét kia nhở? Anh ấy thì làm sao? Yên tâm đây, anh ấy đối xử với tao cực kỳ tốt luôn. Nhìn mặt tao trông cái người dễ lừa lắm mày ạ. Chẳng thấy làm sao. Mày nghe lời tao đi về nhà đi, bố mày đang lo lắm cái kìa. Đừng có nhắc đến bố tao nữa được. Mất cả vui ra. Đến khi nào bố tao chịu bỏ cái thói quản con gái đi nhá, thì tao mới về. Không thì thôi. Hết nói nổi với mày luôn đấy. Rồi có ngày mày sáng mắt ra biết chưa. Ông Việt Anh với bà chủ làm cái gì mà cứ lén lén lút lút thế nhở? Sao ông Việt Anh đưa tiền cho bà chủ làm gì nhở? Ông mình cứ cảm thấy có cái chuyện gì đấy nó không ổn. Linh ơi, vào đây cô bảo. Dạ vâng. Cô bảo này, cô nói đây cháu biết thôi nhá. Cái thằng Việt Anh ấy, nó có vẻ thích cháu lắm đấy. Thật đi ạ? Cô nói đùa làm cái gì? Nó cứ hỏi cô về cháu suốt ý. Mà cô thấy hai đứa cũng hợp nhau, cháu xem thế nào cho nó một cơ hội ý. Nhưng mà cháu cứ yên tâm, thằng Việt Anh ấy nó là đứa tử tế, cô quen với nó lâu rồi, nó vừa có tiền lại vừa tốt tính, cháu mà quen nó không thiệt tí nào đâu. Hải, làm cái gì mà cả ngày hôm nay mặt mũi thẫn thờ thế? Chị thích ông Việt Anh thật không? Sao tự dưng em lại hỏi cô đấy? Linh ơi! Nếu mà chị thích người ta như thế thì chị cứ ra ngoài với người ta. Cô cứ yên tâm đi, tôi sắp xếp đâu cả đấy cả rồi. Ừ, mà con bé kia hình như là tiểu thư ấy. Việt Anh nó đang tiếp cận, lừa hết xong ấy, tống tiền cũng được. Nếu không ấy, thì cứ bán nó vào quán hát. Linh ơi! Linh! Chị Linh! Dừng xe lại! Em xin lỗi ạ. Em xin lỗi chị ạ, tại em đang hơi gấp. Cậu có làm sao không? Ô, nhân viên quán Linh này, đi đâu mà vội thế? Chị ơi, chị Linh bị người ta bắt mất rồi ạ. Ông Việt Anh với cả Mụ Hà kết hợp với nhau để bắt cóc chị Linh, định bán cho quán hát đấy ạ. Cái gì cơ? Alo, anh à, anh mau giúp em với. Cái Linh bạn em vừa mới bị lừa bắt đi mất rồi. Vâng, được rồi, anh nhanh giúp em nhá. Không biết là bọn đấy sẽ làm gì Linh nữa. Được rồi, bây giờ em trông cậy vào anh rồi đấy. Bây giờ em phải sang nhà bố Linh để báo cho bố Linh biết nữa. Vâng.
Tôi bảo bây giờ ấy, cậu đi ra cái công an phường nào mà gần nhất, báo cho họ biết để họ giúp đỡ. Bây giờ tôi chạy sang nhà bố Linh, báo cho ông biết. Dạ vâng. Chị ơi, chị phải nhanh lên nhá, chứ không là không kịp mất ạ. Được rồi, nhanh lên. Dạ vâng. Chào bà, tôi là Phạm Minh Đức, cảnh sát cục phòng chống tội phạm. Tôi nhận được thông tin là bên bà có hành vi tổ chức buôn bán người trái phép, yêu cầu bà hợp tác. Cậu nói cái gì thế? Cậu từ đâu đến mà nói hàm hồ như thế hả? Ai buôn bán người ở đây? Bà xem đi, tôi không muốn nhắc lại nhiều lần đâu. Nếu bà không chịu hợp tác, tôi sẽ buộc phải áp giải bà về trụ sở để điều tra đấy. Nhận được một số tiền từ cậu Việt Anh. Mỗi lần tôi dụ được một cô gái đến cho cậu ấy. Cậu công an, mong cậu hiểu cho. Tôi không phải là người trong đường dây buôn bán người gì đâu ạ. Được rồi, bây giờ bà hãy lập tức gọi điện cho tên đầu sỏ, hỏi hắn chỗ đang giấu Linh. Nhanh lên. Dạ. Cậu Việt Anh à, cậu đang ở đâu đấy? Tôi đang chuẩn bị rong rồi vào quán hát đây. Sao thế? Có mối mới cho tôi rồi à? Không ạ. Cậu đang ở đâu? Cậu có thể cho tôi biết được không? Cậu công an, tôi đã xác định được vị trí. Đó là một quán karaoke. Linh sắp bị bám vào đấy rồi cậu ạ. Được rồi. Alo, tôi Đức đây. Cậu lệnh cho các đồng chí đến quán cà phê gần đường Bình Thuận bắt người này cho tôi. Tôi vừa nhận được thông tin là ở đây có buôn bán người. À, cậu cho các đồng chí khác đến cùng tôi để bắt tên đầu sỏ nhé. Ok, nhanh lên. Sao rồi? Lão đưa tiền chưa? Đưa rồi. Mới đưa một nửa thôi, còn một nửa nữa. Lão ấy bảo là lần sau sẽ đưa nốt. Và cô đồng ý á? Thế không đồng ý thì làm như thế nào được? Mình cũng không thể nào mà giữ người mãi như thế này được. Phải chiều theo ý lão thôi chứ còn sao nữa. Lão già khốn kiếp. Không có lão thì mình tìm mối khác được mà. Cầm mồm đi. Được rồi. Bây giờ phải đưa nó đi chỗ khác thôi. Đợi lão ta giao tiền ý, thì mình giao người. Không thể nào mà giữ người mãi ở đây được. Ở đây á, có ai mà chú ý ý, bỏ mẹ đấy. Được, đi thôi. Mấy thằng chó ơi, chúng mày là ai đi, thả tao ra. Chúng tôi là cảnh sát của cục phòng chống tội phạm. Anh đã bị bắt vì tội tổ chức buôn bán người trái phép. Yêu cầu anh theo chúng tôi về trụ sở. Chống đối chỉ càng làm thêm tội của anh nặng thôi. Yêu cầu anh chấp hành. Làm cái gì đấy, mở tao ra, tao không liên quan. Này, cô là đồng phạm mấy thằng kia đúng không? Hả? Đứng im mà đừng có mang chạy. Chị, giữ lại nó không nó chạy đấy. Mở tao ra, lúc lừa bán người khác ấy, có nghĩ đến hậu quả hay không? Kháng cự vô ích thôi, cái loại người mất nhân tính như cô ấy xứng đáng vào tù ngồi đấy. Bỏ ta ra. Em đã báo với bố của Linh chưa? Không sao rồi, mọi chuyện ổn rồi. Bây giờ em theo anh về trụ sở để củng cố lời khai. Bọn này phải tống nó vào tù. Thủ đoạn tinh vi, coi thường pháp luật đến thế là cùng. Chị yên tâm đi, lũ người này chắc chắn nó sẽ được xử lý thích đáng. Linh! Bố! Bố ơi! Con sợ lắm, người ta vừa ăn con bố ạ. Không sao đâu, có bố ở đây rồi. Mọi chuyện đều ổn cả rồi. Bố luôn ở bên cạnh con mà. Mày thấy chưa? Tao đã bảo mày ngay từ đầu rồi. Đừng có mà nhẹ dạ cả tin như thế. Có ngày sáng mắt ra đấy. Chị, cảm ơn mày nhiều lắm. Nhờ có mày giúp đỡ tất cả mọi người nữa. Nếu không thì tao cũng đã bị bán vào quán karaoke đấy rồi. Mày giúp tao gửi lời cảm ơn đến cả anh Huy nữa nhá. Thôi, người cần cảm ơn ấy là cậu Hải chứ không phải là tao đâu. Nếu như mà cậu ấy không kịp thời báo tin cho tao biết ấy thì tao cũng không biết là mày gặp nguy hiểm. Mau cảm ơn cậu ấy đi, cậu ấy lo cho mày lắm đấy. Dạ, em nghĩ là không cần phải cảm ơn cái gì đâu ạ. Bởi vì cái chuyện này là chuyện nên làm mà. Nếu mà là người khác người ta thấy thế thì người ta cũng sẽ làm như vậy thôi. Rõ ràng là cậu quan tâm Linh nhà tôi mà cậu còn chối à? Cảm ơn cậu nhiều lắm.
cũng phải cảm ơn cậu rất nhiều đã kịp thời cứu con bé Linh nhà tôi. Nếu mà không có cậu ấy thì không biết được con chuyện gì xảy ra với con bé Linh nhà tôi nữa. Bác ơi, không có chuyện gì đâu ạ. Chuyện này con thấy là bình thường mà. Hải, mà bây giờ quán bà Hà cũng bị đóng cửa rồi, cậu sẽ chuyển đi chỗ nào làm vậy? Chuyện này thì em chưa tính được trước, nhưng mà em nghĩ là anh cũng sẽ xin vào một quán nào đấy khác để em làm full time giống như cái này thôi. À, hay là công ty của bố tôi là một công ty chủ thầu xây dựng khá là lớn đấy, hay là cậu xin vào công ty bố tôi làm đi bố. Ui, thế hóa ra chị là con nhà tiểu thư Cành Vàng Lá Ngọc Hoàng Ao đấy. Nếu mà cậu không ngại thì cứ vào công ty tôi làm việc. Cậu là ân nhân của con gái tôi thì cũng là ân nhân của tôi mà. Dạ bác ơi, cháu không dám nhận cháu là ân nhân cái gì đâu ạ. Nghe như thế nó nặng nề quá. Nhưng mà nếu như mà được vào công ty bác làm thì cũng tốt, cháu sẽ ở gần chị Linh hơn. Bởi vì cháu đang nghĩ là nếu như mà không làm cùng quán cà phê với chị Linh nữa thì không biết là sau này sẽ gặp chị Linh kiểu gì. Mà này, tôi thấy là nhìn hai người cũng đẹp đôi lắm đấy. Mày đừng có mà trêu ghẹo tao nữa đấy nhá. Ơ, thế tao nói không đúng à? Chị Chi nói đúng đấy ạ. Chị Linh, thế chị có định cho em một cơ hội không? Tôi chưa biết được.